Bản tin tổng hợp sáng ngày 2 tháng 2 Myanmar, dân chúng phản đối nhà cầm quyền quân sự bằng cuộc đình công thầm lặng Đội tuyển Đài Loan nói sẽ có mặt tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh Thủ tướng Anh tới Kiev, viện trợ cho Ukraine 88 triệu bảng 1001 cách Trung Quốc truy lùng người đào thoát ra nước ngoài Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ủy ban Olympic Quốc tế có đi có lại, mua bán hay hỗ trợ. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay mồng 2 Tết, trong những ngày đầu tiên của năm mới nhâm dần 2022, Nguyễn Tươi thay mặt chương trình xin gửi tới quý khán thính giả và gia đình có một năm mới sức khỏe, an lành, tràn ngập niềm vui, an khang, thịnh vượng. Ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Myanmar, dân chúng phản đối nhà cầm quyền quân sự bằng cuộc đình công thầm lặng. Kính thưa quý vị, nhà cầm quyền quân sự Myanmar đã đàn áp ngày càng khốc liệt, nhưng dân chúng vẫn tiếp tục tìm ra các hình thức phản kháng mới. Tròn một năm cuộc đảo chính, hôm qua mùng 1 tháng 2, những người phản kháng đã tổ chức một cuộc đình công thầm lặng tại nhiều thành phố. Trước dịp kỷ niệm, quân đội đã đe dọa bắt các doanh nghiệp đình công phải đóng cửa và cảnh báo là những người tham gia vào các cuộc tập hợp ồn ào hoặc các hoạt động tuyên truyền chống quân đội có thể bị cáo buộc tội phản quốc hoặc khủng bố. Cách đây ít hôm, nhà cầm quyền đã ra luật đe dọa khép vào tội phản quốc đối với những người tham gia biểu tình phản đối đảo chính. Tuy nhiên, lời kêu gọi đình công do các lực lượng chống tập đoàn quân sự đã được dân chúng khắp nơi nghe theo, từ bang Shan miền Đông đến bang Kachin miền Bắc hay ở thành phố Mandalay miền Trung, thành phố lớn thứ hai của đất nước. Hôm 1 tháng 2, Rangun, thủ phủ kinh tế Myanmar, hoang vắng, rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Một cư dân Mandalay cho AFP biết, tại khu tôi ở, không ai ra ngoài, các lực lượng an ninh tuần tiễu khắp nơi. Một nhà đối lập viết trên Twitter im lặng là tiếng kêu mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có thể đưa ra để chống lại quân đội và các đàn áp đẫm máu của họ. Các thông tin viên của AFP và người dân địa phương cho biết, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, theo giờ địa phương, người dân tại thủ phủ kinh tế Rangoon và thành phố Mandalay đã đồng loạt vỗ tay. Loạt vỗ tay đánh dấu cuộc đình công thầm lặng chống đảo chính kết thúc. Hôm qua, người đứng đầu cơ chế điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về Myanmar, ông Nicolas Komjian cho biết, đang tập hợp nhiều bằng chứng liên quan đến các cáo buộc tội ác chống nhân loại hoặc tội ác chiến tranh tại Myanmar. Lãnh đạo cơ chế điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, hơn 1.000 người đã bị giết hại kể từ đảo chính đến nay, có thể là nạn nhân của các tội ác nói trên. Báo cáo viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar Thomas Andrews đã cáo buộc Nhà cầm quyền quân sự Myanmar là một cỗ máy giết người. Theo chuyên gia của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, việc Hội đồng Bảo an không ra được nghị quyết cấm vận hoàn toàn vũ khí với Myanmar trong năm vừa qua, trong lúc các vũ khí vẫn tiếp tục được đưa vào nước này giết hại bao nhiêu người vô tội, đây là điều không thể chấp nhận được. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Đội Đài Loan nói sẽ có mặt tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, Đội Đài Loan sẽ tham dự lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sau khi được Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo rằng họ phải tham gia. Đài Loan, nơi Trung Quốc luôn tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, lo ngại rằng Bắc Kinh có thể hạ cấp địa vị của hòn đảo bằng cách đưa các vận động viên của họ vào cùng với những vận động viên đến từ Hồng Kông tại lễ khai mạc. Một quan chức cấp cao của Đài Loan nói với Reuters vào tuần trước Đài Loan không có truyền thống thể thao mùa đông và chưa từng giành huy chương tại Thế vận hội mùa đông, cử 4 vận động viên đến Bắc Kinh, bằng với số lượng như kỳ Đại hội thể thao mùa đông năm 2018. Đài Loan vào hôm thứ Sáu cho biết, đội của họ sẽ không tham dự lễ khai mạc hoặc lễ bế mạc. Nêu lý do, các chuyến bay bị hoãn và các quy định phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic của Đài Loan vào cuối ngày 31 tháng 1 cho biết, họ đã nhận được nhiều thông báo từ Ủy ban Olympic Quốc tế IOC yêu cầu tất cả các đoàn tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 phải hợp tác cử nhân sự tham dự lễ khai mạc và bế mạc. Trên cơ sở tôn trọng tinh thần Olympic và sau khi thảo luận với Cục Quản lý Thể thao Đài Loan, họ sẽ điều chỉnh kế hoạch và hợp tác với chủ trương cử nhân sự đến tham dự lễ khai mạc và bế mạc. Đài Loan không cho biết có bao nhiêu trong số 15 thành viên của đội, bao gồm cả các huấn luyện viên, sẽ có mặt. Vào hôm thứ Tư, Văn phòng Đài Loan Sử vụ của Trung Quốc gọi đội Đài Loan đến từ Trung Quốc Đài Bắc, chứ không phải thuật ngữ chính thức Đài Bắc Trung Hoa. Điều này đã dẫn đến sự chỉ trích từ Hội đồng Hoạch định Chính sách Trung Quốc của Đài Loan, cho rằng Trung Quốc đã cố tình sử dụng tên sai. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thủ tướng Anh tới Kiev viện trợ cho Ukraine 88 triệu bảng. Theo BBC, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tới Kiev, thủ đô của Ukraine vào tối qua ngày 1 tháng 2 theo giờ địa phương và đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky để bàn về căng thẳng ở biên giới phía đông với Nga. Trước chuyến bay, ông Johnson đã công bố anh viện trợ cho Ukraine 88 triệu bảng để cải thiện quản trị công và giúp Ukraine giảm bớt phụ thuộc năng lượng vào Nga. Các hội đàm chính thức sẽ diễn ra vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 2. Verkhovna Rada, tức Quốc hội Ukraine, đã làm lễ trưng cờ các nước ủng hộ họ, gồm Anh Quốc, trong cuộc đối đầu với Nga. Dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ Moscow không có kế hoạch chuẩn bị tấn công láng giềng Ukraine, song con số 120.000 quân Nga áp sát biên giới với Ukraine đã khiến tình hình châu Âu căng thẳng chưa từng có. Anh Quốc, với vai trò một nước chủ chốt của Liên minh quân sự NATO và là cường quốc hạt nhân thứ ba ở châu Âu bên cạnh Nga, Pháp, nhận vai trò bảo vệ chủ quyền của Ukraine, nước không thuộc NATO. Hiện Vương quốc Anh không chỉ trợ giúp Ukraine chừng 2.000 súng chống tăng và cử 30 quân nhân sang huấn luyện giúp quân đội Ukraine, mà còn đề ra chương trình trừng phạt thân hữu của Putin. Bộ trưởng Ngoại giao Anh bà Liz Truss vừa nói một luật đặc biệt đang được soạn để nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến ông Putin. Bản thân bà Truss không bay sang Ukraine cùng với ông Johnson vì bị xét nghiệm dương tính với Covid. Cùng thời gian, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang thăm các nước Đông Âu và sẽ tới Moscow vào tuần tới để bàn thảo với Nga về an ninh châu Âu. Hoa Kỳ, đồng minh của anh cũng dọa sẽ ra biện pháp trừng phạt những kẻ thân cận với Điện Kremlin và sẵn sàng loại Nga ra khỏi hệ thống chi trả tiền tệ quốc tế. Nhưng có ý kiến trên báo chí Anh nói, việc dấn thân vào vấn đề Ukraine là cách ông Johnson đánh lạc hướng dư luận khỏi bê bối tiệc tùng trong phủ thủ tướng. Trước đó hôm 31 tháng 1, ông Johnson đã phải công khai xin lỗi các dân biểu và công chúng Anh trong quốc hội. Tiếp nối chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. 1001 cách Trung Quốc truy lùng người đào thoát ra nước ngoài Kính thưa quý vị, Tổ chức Phi Chính phủ Safe Guard Defender hồi giữa tháng 1 đã công bố một báo cáo đưa ra chi tiết về các phương pháp bất thường được chính quyền Bắc Kinh sử dụng, kể cả bắt cóc người, để cưỡng bức hồi hương hơn 10.000 kiều dân Trung Quốc đang ở nước ngoài. Những cách làm của chính quyền Trung Quốc nhân danh đấu tranh chống tham nhũng, nhiều khi bất chấp chủ quyền của các nước khác. Theo báo cáo được Shape God Defenders công bố hôm 18 tháng 1, từ năm 2014 đến nay, hơn 10.000 người Trung Quốc đang sống ở 120 quốc gia đã phải chịu những sức ép từ Bắc Kinh nhằm cưỡng bức họ trở về nước. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền quốc tế này tố cáo chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai một chương trình rộng lớn hồi hương tình nguyện để truy lùng những người mà họ coi là tội phạm kinh tế hay tham nhũng. Chef Gas Defenders đã tìm hiểu 1001 cách thức mà chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để sách nhiễu, truy bức những kiều dân của họ đã bỏ chạy ra nước ngoài để đưa họ trở về. Đó có thể là những nhà hoạt động vì quyền của người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài, những người tu luyện Pháp Luân Công, những nhà ly khai chính trị, hoặc những thương gia bị thất sủng đã bỏ trốn khỏi đất nước Trung Quốc. Trong nước giám sát gia đình bên ngoài truy bức, thường thì chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay bắt đầu bằng cách gây sức ép với gia đình và người thân còn lại ở trong nước. Ben Sufeng, một chủ công ty hàng đầu trong nước, đã chạy trốn khỏi Trung Quốc năm 2020 và sau khi bị cáo buộc tham nhũng, đã kể lại với Shape Guard Defenders rằng Công an của Trung Quốc ban đầu dùng cách cho theo dõi lộ liễu bố mẹ ông ở khắp mọi nơi. Họ cho đặt camera giám sát quanh nhà nhằm tạo sức ép khiến bố mẹ ông phải yêu cầu con trở về nước. Chính quyền cũng lấy con trai ông ra để gây sức ép, đe dọa đưa vào trại mồ côi nếu như ông không trở về Trung Quốc. Bắc Kinh cũng không ngần ngại gây áp lực trong công việc hay kinh tế cả với bạn bè của người bỏ chạy bằng cách làm cho họ mất việc làm hay phong tỏa tài khoản ngân hàng. Nếu như những áp lực trên chưa đủ, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể cử các nhân viên đóng giả là các khách du lịch đến tận nước những người bỏ trốn đang trú ẩn để gây áp lực trực tiếp. Có điều là Trung Quốc bất chấp có hay không thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tư pháp với nước liên quan. Để cưỡng chế kiều dân trở về nước, Bắc Kinh còn sử dụng cả cây gậy cũng như củ cà rốt một trong những nạn nhân trốn tại hoa kỳ kể với luật sư của mình rằng ông đã nói với công an trung quốc là công ty của ông sẽ bị đóng cửa nếu ông trở về chính quyền hứa bồi thường thiệt hại cho ông một triệu đô la mỹ các tác giả bản báo cáo cho biết nhưng chính quyền của đảng cộng sản trung quốc không phải lúc nào cũng hào phóng như thế một trong những sở đoàn của họ chính là gây sức ép các chủ cho thuê nhà để cho đến khi những người bị họ nhắm đến bị đuổi khỏi nhà nhiều khi, Bắc Kinh lại thích chọn những phương pháp có thể vi phạm chủ quyền của các nước khác hơn là thông qua con đường ngoại giao. Năm 2017, Pháp, tuy đã ký thỏa thuận dẫn độ với Trung Quốc, bất ngờ được biết qua truyền thông Trung Quốc là các nhân viên an ninh của khu tử trị Ninh Hạ đã đến nước Pháp và thuyết phục thành công một kiều dân Trung Quốc trở về nhà cùng với họ. Paris khi đó đã gọi cách làm như vậy của Trung Quốc là không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu có giải thích nhưng Bắc Kinh đã không hề hồi âm. Ngoài ra, Bắc Kinh có thể quyết định bắt cóc một nghi phạm đang ở nước ngoài. Chef Gas Defenders thống kê kể từ năm 2014 đã có 20 vụ như vậy diễn ra tại các nước châu Á và châu Đại Dương. Tại Thái Lan, mật vụ Trung Quốc hoạt động rất tích cực với 10 ý đồ bắt cóc, trong đó có 7 vụ đã thành công. Việc sử dụng phương pháp này thậm chí còn được chính thức thừa nhận. Bà Laura Hartz, một lãnh đạo của Shape Guard Defenders nhấn mạnh rằng, "Chúng tôi biết họ làm việc đó vì chúng tôi có các nhân chứng, nhưng chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện rằng việc bắt cóc người đó đã được biện minh một cách hợp pháp trên giấy trắng mực đen. Tôi tin là không có một nước nào khác trên thế giới cho phép làm như vậy. Thực tế, Trung Quốc đã dần dần đưa ra một khung pháp lý cho các chương trình truy bắt người trên khắp thế giới." Được lập ra vào năm 2014, chương trình được giao cho một nhóm gồm 20 người thực thi trong khuôn khổ chiến dịch được đặt tên là Săn cáo (Fox Hunt). Một năm sau, các thợ săn này được nhập vào chương trình SkyNet, một kiểu cơ quan quản lý chung chỉ đạo từ những chiến dịch nhỏ săn cáo cho đến làm tiền giả. Theo bà Laura Hart Cơ quan này do một ủy ban giám sát quốc gia đầy quyền lực chính trị chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực thi chiến dịch chống tham nhũng, được ông Tập Cận Bình phát động kể từ năm 2012. Chính ủy ban này hồi năm 2018 đã đưa ra khung pháp lý cho những phương pháp bất nguyên tắc để truy lùng các nghi phạm trên quy mô toàn cầu. Tiếp tục một diễn biến liên quan đến Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ủy ban Olympic quốc tế có đi có lại mua bán hay hỗ trợ. Kính thưa quý vị, cách đây vài ngày, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach. Hai người đã nói về sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đã sử dụng thế vận hội như một nền tảng toàn cầu để xuất khẩu tư tưởng đỏ, ý chỉ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra thế giới đồng thời sử dụng pháo hoa rực rỡ và tiếng cổ vũ của thế vận hội để che đậy những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua đó, nâng cao hình ảnh quốc tế và tính hợp pháp của chế độ này. Theo họ, Ủy ban Olympic quốc tế có được sự mở rộng ảnh hưởng và lợi ích kinh tế to lớn thông qua hợp tác với Trung Quốc. Hai bên có mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi, thậm chí là hỗ tương. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai màn vào ngày 4 tháng 2. Ông Tập đã gặp gỡ chủ tịch Thế vận hội quốc tế Thomas Bach vào ngày 25 tháng 1. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV, ông Bach nói với ông Tập rằng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã trở thành một đóng góp to lớn cho người dân Trung Quốc vào phong trào Olympic quốc tế. Sau cuộc gặp giữa ông Tập và ông Bach, CCTV ngày 27 tháng 1 bình luận rằng Phong trào Olympic rất phù hợp với khái niệm cộng đồng vì tương lai chung cho nhân loại. Và Trung Quốc sẽ chung tay với Ủy ban Olympic quốc tế để có những đóng góp mới và to lớn hơn. Vào tháng 9 năm 2019, chủ tịch IOC Thomas Bach đã đăng một bài báo trên tờ Nhân dân Nhật báo chính thức của Trung Quốc, nói rằng mối quan hệ giữa chính phủ Trung Quốc và IOC là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ông này cho rằng mối quan hệ hợp tác này có lợi cho cả hai bên, không chỉ đóng góp vào sự phát triển của thể thao Trung Quốc mà còn tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ phong trào Olympic. Trả lời phỏng vấn đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, ông Đường Tĩnh Viễn, một nhà bình luận tại Hoa Kỳ cho rằng mối quan hệ cộng sinh giữa Ủy ban Olympic Quốc tế và chính phủ Trung Quốc chủ yếu dựa trên nền tảng chính trị và kinh tế có thể bắt nguồn từ mối quan hệ chặt chẽ từ thời cố chủ tịch IOC là Semarang và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, ngay từ năm 1978, Semarang, khi đó là phó chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, đã đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên. Lúc đó, Trung Quốc mới cải cách, mở cửa và chưa có được ghế hợp pháp tại Ủy ban Olympic Quốc tế. Semarang đã rất cố gắng thuyết phục IOC sau đó, các thành viên ủy ban ủng hộ chính phủ Trung Quốc giành được ghế. Đề xuất được thông qua một năm sau đó, được coi là một trợ giúp to lớn giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được sự công nhận của quốc tế về tính hợp pháp của chế độ này. Học giả Đường Tĩnh Viễn nói rằng, sau khi Samorainge đảm nhận chức chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế vào năm 1980, một trong những hành động chính trị mang tính bước ngoặt của ông đối với tình hữu nghị của Trung Quốc là buộc Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan phải rút lui và đổi tên thành Ủy ban Olympic Đài Bắc Trung Hoa. Kể từ đó, Samorainge đã hoàn toàn ủng hộ việc Bắc Kinh đăng cai tổ chức Thế vận hội. Samorainge đã không ngần ngại công khai bảo vệ sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tây Tạng bằng cách nói rằng thể thao không nên bị chính trị hóa. Thế vận hội Olympic 2008 mà Bắc Kinh đầu tư mạnh để đăng cai cũng được Đảng Cộng sản Trung Quốc quảng bá chính là bước ngoặt đối với sự suy tàn của phương Tây do khủng hoảng tài chính và sự trỗi dậy của Trung Quốc. Samaranch là chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế trong 21 năm. Trong 30 năm kể từ chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên, ông này đã đến thăm Trung Quốc 29 lần và được Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cầm Đào và các nhà lãnh đạo khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp đón và gọi ông này là một người bạn cũ của Trung Quốc. Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn nói rằng, đây là một chức danh chính thức, cố định do Đảng Cộng sản Trung Quốc trao cho những người nước ngoài quan trọng đã thân thiện với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài. Chính phủ Trung Quốc thậm chí đã xây dựng một đài tưởng niệm khổng lồ ở Thiên Tân cho Samarang. Cả hai bên đều muốn mở rộng ảnh hưởng trên thế giới. Các nhà phân tích nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng tối đa Ủy ban Olympic Quốc tế và ủy ban này cũng đã thu được rất nhiều lợi nhuận nhờ hợp tác với chính phủ Trung Quốc. Vào năm 2014, một thỏa thuận phát sóng giữa đài truyền hình ở Trung Quốc với IOC được định giá 550 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, hợp đồng tài trợ của tập đoàn Alibaba cho IOC được định giá ít nhất 800 triệu đô la Mỹ. Theo nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn, động lực lớn nhất mà chính phủ Trung Quốc và IOC cần nhau đến từ việc cả hai bên sử dụng sức mạnh của nhau để mở rộng ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế, bao gồm cả chính trị, kinh tế và văn hóa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành được tính hợp pháp của chế độ và cải thiện hình ảnh quốc tế của mình từ sự hợp tác này và những hành động trà đạp nhân quyền tàn bạo của chế độ đã bị hạ thấp và che đậy bởi những màn pháo hoa rực rỡ và sự cổ vũ của thế vận hội. Trong khi Ủy ban Olympic Quốc tế đã mở rộng ảnh hưởng và thu được lợi ích kinh tế to lớn từ sự hợp tác này. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, Hoàng Chí Hùng, một cựu vận động viên Olympic từ Đài Loan và hiện là chủ tịch Hiệp hội Olympic Trung Hoa Dân Quốc, nói rằng Trung Quốc là một thị trường béo bở trên thế giới. Sự phát triển kinh tế và thể thao của Trung Quốc rất nhanh và nó đủ nhanh để ảnh hưởng đến nhiều cuộc thi quốc tế và các tổ chức quốc tế. Tờ New York Times của Mỹ từng mô tả mối quan hệ giữa Ủy ban Olympic Quốc tế và Trung Quốc là một đôi bạn già sống có lợi cho nhau. Tuy nhiên, Dương Hiến Hoành, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Nhân quyền Trung Quốc ở Đài Loan, nói với đài VOA rằng mối quan hệ của họ thực ra không được gọi là cùng có lợi, mà là mối quan hệ mua bán. Ông giải thích, Trung Quốc đã tìm mọi cách để mua chuộc Ủy ban Olympic Quốc tế, vì Samorange cựu chủ tịch của Ủy ban Olympic Quốc tế đã làm trợ lý giúp Trung Quốc làm những việc lạt vặt. Nếu Trung Quốc có thể công khai xây dựng một đài tưởng niệm cho Samorange, thì việc chính quyền Trung Quốc chi tiền trong bóng tối phải đáng kể hơn. Các nhà phân tích cho rằng, Ủy ban Olympic Quốc tế không phải là một tổ chức quốc tế duy nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâu tóm. Nhiều tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc cũng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập và thao túng. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trực tiếp chi phối 4 trong số 15 tổ chức nghề nghiệp của Liên hợp quốc, trở thành quốc gia chi phối nhiều tổ chức nhất trong Liên hợp quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ đối với một số tổ chức quốc tế khác không do Trung Quốc lãnh đạo. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2020, khi virus Corona mới lan ra nước ngoài, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây áp lực lên tổ chức Y tế thế giới với WHO ngăn tổ chức này tuyên bố dịch bệnh là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trên toàn cầu. Đây là một ví dụ điển hình. Theo ông Dương Hiến Hoành, Ủy ban Olympic Quốc tế luôn có quan điểm bảo vệ Trung Quốc. Khi Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008, Ủy ban Olympic Quốc tế đã lên tiếng ủng hộ Trung Quốc vào thời điểm đó, nói rằng Trung Quốc sẽ coi trọng nhân quyền sau đó. Tuy nhiên, từ Thế vận hội 2008 cho đến nay, là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong kỷ lục nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lời hứa của IOC vào thời điểm đó đã trở thành một trò lừa bịp và thế vận hội Bắc Kinh là một trò hề. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 2 tháng 2 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.